Hello, tiếp tục khoai gỗ đây mọi người. Này là có cán này thì là cán gỗ nâu thôi, gỗ nâu khác. Nó là nâu Quyết Long. Cán này cũng 300 ngàn, hơn 300 ngàn nha mọi người. Nâu Quyết Long, cái lỗ hơi vỡ một tí. Này cán gỗ trắc. Còn lại là trắc hết mọi người, trắc hết nè. Trắc đen nè. Trắc đỏ đen nè. Cái này là trắc 7 màu. Vân của nó là khá là nhiều màu. Nhưng mà cắt nhỏ ra cái lộ cái mức độ phân hóa màu nó ít đi. Đây là chung. Nguyên một cái tảng chung cắt ra mà. Nên là mọi người thấy nó giống nhau nè, nguyên năm cái này là một bộ này. Nguyên một cái tảng chung cắt ra. Năm cái này là làm nguyên năm cái này là làm được nguyên một bộ. Cắt nè, này là cắt đỏ đen, cắt đỏ đen mà vân rất là nhiều. Và đỏ nó chiếm nhiều hơn là đen. Cắt đỏ đen này. Này là cán sashimi rồi. Sashimi. Vâng mà lựa đều như này là đỉnh lắm luôn. Làm lọc ra nhiều lắm á, những cái cán ví dụ như cũng là cán sashimi á, nhưng mà cái gỗ nó bình thường mọi người thấy không? Khi nhìn ở ngoài mọi người cũng thấy vân, thấy màu á, nhưng mà khi làm lên mọi người thấy nó sẽ bình thường như thế này. Thì nó gọi là cán bình thường thôi, giá nó sẽ rẻ hơn. Còn mà lên những cái cán này á, thì nó đẹp hơn hẳn rồi. Mọi người có thể mua sưu tầm được luôn, mua có thể lắp dao cũng được hoặc là mua sưu tầm. Còn cái này ba cái này là bán được ba cái trắc đen rồi, cái sashimi trắc đen, cái này kia nó còn cái vịt, còn lại một ít vịt đỏ, còn hai này nó chuyển thành đen hết, trắc hết nhé. Thì giá nó sẽ lên cái dòng này, giá nó sẽ nhỉnh hơn một tí, 250, 350, 350, 380. Cán này thì cũng 300 mấy, nó nhỏ nhưng mà nâu quá, nó mắc hơn. Cán này thì 200. Rồi video này mình sẽ giới thiệu một số cái này thôi. Cái này sashimi, sashimi phù hợp với lưỡi từ 27 tới 35 cán này. Nó sẽ phù hợp lưỡi từ 27 tới 35 thôi. Còn cái lưỡi này nó sẽ phù hợp từ những cái lưỡi thái từ 21 tới 26 cán này. Lô 5 cán nó sẽ phù hợp từ lưỡi từ 21 tới 26. Còn cái cán này thì từ cỡ 21 tới 24 thôi, cán này. Phù hợp lưỡi cỡ 21 24. Còn những cái cán nhỏ như này á, nó sẽ phù hợp lưỡi cỡ 100 130 cho tới 150 thôi mọi người. Cán này phù hợp với lưỡi cỡ dài từ cỡ 130 150 thôi. Lỗ cái này đều là 3 ly, 3 ly 2 hết chứ. 3 ly 2 tới 3 ly rưỡi hết. Không có chênh lệch nhiều đâu. Này dòng lỗ, cái thằng này nó hơi bị mẻ tí. Cái này mình vô keo là nó biết là hết rồi. Cái cán này sẽ khác mọi người. Thêm một miếng, cái này là miếng đệm một cái miếng epoxy. Cái miệng này nó hơi mẻ tí. Cái này mình vô keo là vô keo nó lấp nó biết là nó sẽ không thấy. Rồi, anh là thấy gỗ đẹp không? Gỗ đẹp thì nhớ like với share giúp em nha. Bye bye, hẹn mọi người video sau.